các bạn nha. Sáng nay mình đang ở Tân Phú các bạn. Ở phía xa các bạn là chùa Từ Nguyên, chỗ đường Thạch Lam á. Mình đang đứng ở trên đường Nguyễn Chích nha. Ngay góc Nguyễn Chích với Đỗ Bí. Rồi, hỗ trợ cho một bạn trẻ mở tiệm giặt sấy 118 nha. 118 Đỗ Bí nè, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú nha. Các bạn nào ở cái khu vực này có muốn giặt sấy, hấp ủi gì đó thì ghé tiệm này nha. Tiệm này của bạn Trung. Bây giờ mình đi vô trong tiệm xem nha các bạn. Đây, tiệm nhỏ thôi, bé bé xinh xinh. Giới thiệu với các bạn một chút. Đây, rồi số lượng máy thì vẫn theo cái mô típ của mình nha. Có máy giặt cửa trước, máy sấy, máy giặt cửa trên. Tiệm thì diện tích thì rất là vừa phải, nhưng mà máy móc rất là đẹp, decor rất là xinh các bạn ơi. Các bạn nghe cái nhạc rất là thư giãn đúng không? Đó, máy cửa trên đang hoạt động luôn các bạn. Rồi, bạn này thiết kế cái bàn để ủi nha. Đây là cái bàn ủi Philips GC7933. Bé bé xinh xinh, nhưng mà nó nhỏ, nhưng mà nó có vỏ nha các bạn. Đó, các bạn nào có nhu cầu gì về giặt ủi thì cứ nhớ là 118 Đỗ Bí nha. Ngay góc Đỗ Bí với gần đường Thạch Lam rồi các bạn ha. Nguyễn Chích Đỗ Bí rồi đó. Treo đồ các bạn ha. Mình yêu cầu bạn phải làm theo kiểu này. Rồi các bạn nào có nhu cầu cứ ghé nha. 118 đường Đỗ Bí các bạn ha. Ủng hộ cho bạn trẻ khởi nghiệp nha, làm tiệm giặt ủi, sấy, hấp. Bye bye.